trong một góc phủ mặc định, ví dụ như anh cho là 90-90 đi, mà đòi ở sát hệ thống loa đấy, nghe vừa và ở vị trí xa hơn, cách đấy khoảng, chỉ cần gấp đôi khoảng cách thôi, cái âm lượng của em đã bị giảm đi 6 dB rồi. Đó, thì cái điều đấy là điều không thể. Đầu tiên là về cái vấn đề mà anh em có thể thiết kế được một cái hệ thống âm thanh nó chỉnh chu và làm sao nó đúng với cái thiết kế của mình ra với thực tế ấy. Thì cái điều đầu tiên là anh em sẽ phải quan tâm đến góc độ phủ của cái chiếc loa mình sử dụng. Tại vì sao? Thứ nhất là nếu như anh em mà nằm ở ngoài vùng góc phủ của loa ấy, thì rõ ràng cái tần số của chúng ta nhận được nó sẽ không đầy đủ nữa. Thì cái việc đầu tiên là anh em phải quan tâm đến góc phủ. Như cái loa ở bên trên là đang góc phủ là 80 độ. Để mà xác định được cái loa góc phủ, thứ nhất là anh em có hai cách. Một là dựa vào cái thông tin của nhà sản xuất đưa ra. Thứ hai thì có thể đánh giá trực tiếp bằng mắt thường. Ví dụ như đây, em có thể thấy cái góc phủ của loa 120 độ. Cái độ mở nó rộng hơn hoàn toàn, đúng không? Và cái họng tép của bên này thì nó sẽ đi từ trong này ra. Cái góc phủ sẽ tính từ cái điểm bằng và khi lật ra ngoài nhé. Đó. Thì đấy là cũng là một cái cách đơn thuần để phân biệt bằng mắt thường, để mình biết được rằng mà khi mà chúng ta không nắm rõ được thông số ấy. Nhưng thực ra thì anh em nên tìm hiểu thông số của cái loa của mình sử dụng đối với hãng sản xuất trước khi chúng ta sử dụng. Đó, góc phủ của loa này sẽ là góc phủ dọc là 10 độ. 10 độ là nó sẽ tính như này, bắn ra. Đó, thì có nghĩa rằng là trong cái góc phủ dọc nó sẽ có cái định hướng cực kỳ rõ ràng. Khi mà cái góc phủ của chúng ta càng nhỏ thì cái năng lượng càng tập trung. Anh em dùng cái vòi nước mà bóp cái đầu vào thì biết rồi đúng không? Cái vòi mà bóp càng nhỏ thì nó xịt đi càng xa. Thì đối với âm thanh của chúng ta cũng tương tự như thế. Khi mà cái góc phủ nhỏ thì đồng nghĩa việc nó sẽ phóng đi xa. Và góc phủ rộng thì cái năng lượng nó sẽ được trải đều ra và nó không tán xạ, không có năng lượng mạnh để dành cho việc đi xa, đúng không? Đấy là lý do tại vì sao tất cả các hãng loa nó đều có cái góc phủ quy định. Và đặc biệt với LiveRay thì cái việc góc phủ quyết định chất lượng âm thanh đầu tiên. LiveRay nếu mà dịch đơn thuần word by word nó là mảng miếng thôi, thì từng cái vị trí loa phục vụ từng cái khu vực mình mong muốn. Đó. Thế là nó mới sinh ra cái việc mà cái loa của chúng ta sẽ có góc phủ ngang cực kỳ lớn, góc phủ dọc cực kỳ nhỏ, để làm sao chúng ta định hướng được cái loa đi vào cái khu vực chúng ta muốn, nó sẽ tạo nên cái hiệu ứng LiveRay. Và một cái điều mà rất cần phải quan tâm kỹ đến cái việc mà chúng ta sử dụng cái loa có góc phủ rộng và góc phủ hẹp. Tại vì sao anh em rất ít khi thấy hai cái loa LiveRay mà để ở cạnh nhau? Biết tại vì sao người ta không dùng như thế không? Ví dụ như cái loa này nằm tiếp ở bên cạnh bên trái ấy. Cái góc phủ của con này là 80 độ, góc phủ của con này 120 độ. Đúng không? Đơn thuần khi sử dụng như vậy giống như kiểu chúng ta có hai cái sóng nước ấy. Hai sóng nước với biên độ rất là lớn mà khi nó giao thoa vào với nhau, đồng nghĩa với việc rằng là chúng ta sẽ không thể nào kiểm soát được cái việc mà nó cộng hưởng hay là triệt tiêu. Thế nên là cái hệ thống loa của chúng ta làm sao ít bị can thiệp vào nhau càng nhiều càng tốt. Có nghĩa là chúng ta phải tìm cách nào control được hướng đi của tín hiệu âm thanh của chúng ta. Thì khi đấy tín hiệu âm thanh của chúng ta mới có thể sạch sẽ được. Ví dụ hai chiếc loa này đang đặt một chiếc thì có thể nhận được một cái equalizer flat chẳng hạn. Đấy là ví dụ nhé. Khi đặt hai chiếc vào cạnh nhau mà khi góc phủ hai cái đều 120 độ đan xen vào với nhau thì 100% là cái equalizer sẽ bị tác động rất là nhiều. Thay vì thế, góc này là 10 độ đúng không? Cái việc mà phát ra với trường âm nó bị đan xen vào nhau, nó sẽ giảm đi cực kỳ nhiều. So với hai cái 120 với hai cái 10 độ đặt cạnh nhau thì rõ ràng là cái 10 độ nó sẽ ít bị ảnh hưởng vào với nhau hơn đúng không? Với góc độ đấy thì nhà sản xuất người ta cũng đã tính toán với cái trường hợp mà khi nó can thiệp vào với nhau thì nó sẽ cộng hưởng và triệt tiêu ra sao. Đặc biệt ở đây, đối với cái giải tần số mid 2 và 2 là cái giải tần số nó giúp cho chúng ta có định hướng ấy, thì cái giải tần số đấy là cái giải tần số cực kỳ quan trọng mà không được để nó đan xen vào lẫn nhau. Đó. Không phải không được để đan xen vào lẫn nhau mà giảm thiểu cái việc mà chúng nó đan xen vào lẫn nhau để xảy ra tình trạng mà cộng hưởng rồi triệt tiêu bất định đối với tín hiệu âm thanh mà không kiểm soát được. Khi mà đặt hai chiếc loa lên nhau như này, góc phủ là của hai chiếc là bên trên bên dưới đều là 10 độ thì như Nam nghĩ rằng là nó sẽ cộng hưởng cái gì? Về phần bass. Đó,
Thì khi mà cái những cái tần số từ dưới 1 kHz thì nó sẽ có tính đa hướng. Đó, khi tần số càng cao lên thì cái tính định hướng nó càng lớn. Vì tại vì sao cái tính định hướng nó lớn? Vì đơn thuần là cái bước sóng của nó rất là nhỏ. Khi bước sóng nó cực kỳ nhỏ thì cái việc xác định vị trí của nó sẽ rõ ràng hơn. Giống như bây giờ một cái bước nhảy của em nhảy được 3 mét so với một cái bước nhảy chỉ vài mili giây, thì cái việc mà xác định vị trí chính xác của cái ông bước nhảy vài mili giây nó sẽ chuẩn hơn cái việc mà mỗi một cái bước nhảy là 3 mét, đúng không? Thì 3 mét ông nhảy một phát 3 mét rồi để chọn đúng cái vị trí của ông ấy rõ ràng là gần như điều không thể, và cái con số nó rất là lớn, đúng không? Đó, thì khi mà xếp cùng nhau như này, cái giải tần số mid low và low thì nó sẽ không có tính định hướng, và khi đấy thì nó sẽ được cộng hưởng. Khi xếp cùng nhau nó cộng hưởng cái đấy, và cái đấy sẽ là cái tín hiệu giải tần số low ấy, nó khi nó được cộng hưởng lên thì nó sẽ làm cho cả một cái hệ thống âm thanh nó đầy đủ. Thì cái này chúng ta sẽ phải có preset và phải có can thiệp riêng. Với hãng Loa Nexo thì chúng ta sẽ không có đánh ở chế độ là passive ấy, thì nó sẽ không có preset là bao nhiêu bốc trên một channel. Nhưng đánh với active thì chúng ta sẽ có là ví dụ như cái hệ thống loa của mình chọn là bao nhiêu bốc thì nó sẽ quyết định đến cái việc mà giải tần số mid 2 và 2 nó đưa ra hệ thống ra sao. Ví dụ nhé, vẫn chiếc loa là preset 12 bốc ấy, thì cái giải tần số 2 nó sẽ được cộng hưởng lên nhiều hơn. Tại vì sao? Khi mà chúng ta ghép 12 chiếc loa vào nhau, cái phần low frequency của cái hệ thống nó sẽ tự động nó sẽ cộng hưởng lên, vì là cộng hưởng thùng mà, đúng không? Thì khi đấy nếu như cái mid 2 của chúng ta mà không cộng hưởng, mà không tăng độ lớn lên, thì đồng nghĩa với khi đấy cái tín hiệu của equalizer của mình sẽ bị chênh lệch, nó sẽ không còn cân bằng nữa. Đấy, thì đấy là những cái mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà chọn góc phủ loa. Rồi bây giờ biết là cái góc phủ nhỏ thì nó phóng đi xa, góc phủ rộng thì nó sẽ lan tỏa và nó không phóng đi xa. Thì dựa vào cái điều đấy thì chúng ta hoàn toàn biết được rằng là trong một cái hệ thống loa của chúng ta phải chọn cái loa nào cho cái khu vực nào cho nó hợp lý. Ví dụ ở đây anh treo 12 chiếc loa, 4 chiếc bên trên cần phục vụ ở phía rất xa, thì khi đấy theo Nam thì chọn góc to hay góc bé? Góc bé. Đó, đương nhiên thì khi mà chúng ta muốn cái hệ thống của chúng ta đạt được cái âm lượng ở phía xa thì bắt buộc là phải chọn những cái thiết bị mà nó có cái tính định hướng cao và năng lượng nó có thể tập trung đi xa. Nếu như mà một cái loa downfield hay cái loa frontfield mà lại chọn cái loa mà có góc phủ nhỏ, người đứng gần, thứ nhất là chúng ta đã gần rồi thì cái khoảng cách chúng ta cần nghe là chiều rộng, đúng không? Mà bây giờ lại chọn một cái loa mà có góc phủ ngang hẹp thì đồng nghĩa việc nó định hướng cực kỳ rõ, và thứ hai cái năng lượng ở đối diện với cái vị trí đấy nó sẽ không còn cân bằng nữa. Đây, ví dụ như đây nhá. Đây. Ví dụ như anh sẽ lấy cái loa GLS này đi. Đây, một bước này, cái này là 80 độ nằm ngang nhá. Thì cái góc phủ của giải tần số mid 2 từ 2 kg đến 8 kg ấy, em có thể thấy là nó có tính định hướng rõ hơn, đúng không? Rồi bây giờ anh chỉ cần đơn thuần anh chuyển cái loa này về 120 độ thôi. Đó. Ok. Ngon. Cái năng lượng nó được tán rộng ra hai bên ngay lập tức. Rồi, bây giờ thử nhìn xem với cái góc loa là 10 độ thì cái định hướng nó ra sao nhá. Đây. Thì đơn thuần là chiếc loa mình quay dọc lên là mình sẽ nhìn được cái mô phỏng là với góc 10 độ. Đây. Đúng không? Đó. Nó sẽ tập trung vào cái không gian này của mình giữ nguyên nhé. Yeah. Đó, nó sẽ tập trung vào. Thì bây giờ gần như là cái việc cái loa này đây, chúng ta quay đi đâu thì cái hướng nó sẽ ra đấy, đúng không? Yeah. Đó, đây là đặc tính của loa array. Thì khi mà chúng ta xếp một hàng ngang lên nhau vẫn như vậy, thì chúng ta định hướng cái loa là ở xa hay là ở gần thì nó sẽ tạo được cái hiệu ứng đấy, và khi đấy cái âm lượng từ xa đến gần chúng ta sẽ can thiệp được. Và cái điều này thì thực sự là bắt buộc là chúng ta phải sử dụng nhiều bốc, nhiều module loa kết hợp lại với nhau để mỗi một cái loa định hướng cho một cái khu vực mình mong muốn mới có thể làm được. Còn cái điều mà chúng ta dùng một chiếc để làm sao mà cân bằng được cái độ lớn của các giải tần số từ xa đến gần với trong một cái góc phủ mặc định, ví dụ như anh cho là 90-90 đi, mà đòi ở sát hệ thống loa đấy nghe vừa và ở vị trí xa hơn
cách đấy khoảng chỉ cần gấp đôi khoảng cách thôi, cái âm lượng của em đã bị giảm đi 6 dB rồi. Được. Đó, thì cái điều đấy là điều không thể. Và trên thế giới cho đến thời điểm hiện tại bây giờ thì chỉ có Lightray mới có thể làm được cái điều đấy. Kể cả là ví dụ như LA mới ra một cái mã đúng không? L1 hay gì ấy. Chẳng qua là nó tích hợp nhiều cái module loa vào trong cùng một thùng thì mọi người nhìn thấy là thùng nhỏ thôi, nhưng mà bên trong đấy nó có tính định hướng rất là rõ ràng. Đó. Đấy, thì đầu tiên để mà chúng ta xác định được lắp cái hệ thống loa mà hệ thống đấy nó phủ đạt được cái mong muốn của mình, thì anh em phải biết được rằng là cái thiết bị của mình nó có cái gì, và mình chọn cái thiết bị có góc phủ và tính chất của cái thiết bị đấy ra sao thì mới có thể có được một cái hệ thống hoàn thiện. Rồi, khi mà anh em đã có được một cái kiến thức về việc mà chúng ta chọn cái thiết bị cho cái mục đích của chúng ta rồi ấy, tiếp đến một cái phần là chúng ta sẽ xác định rằng cái không gian của chúng ta cần phục vụ ở khoảng cách như thế nào, và trên thực địa thì chúng ta sẽ có thể lắp đặt được ra sao. Thì cái điều này là chúng ta sẽ bắt buộc phải lấy với thực tế. Ví dụ ở trong một không gian loa của chúng ta treo tối đa chỉ được 5m chẳng hạn, thì rõ ràng trong khi quá trình mà chúng ta tính toán thì chúng ta phải có đầy đủ những thông số đấy. Ví dụ loa treo 5m, khán giả ngồi cách hệ thống loa là 10m mới có khán giả đầu tiên chẳng hạn, sau đấy khán giả cuối cùng là cách 30m. Khi mà có những cái thông số đấy rồi ấy, thì anh em mới có thể tính toán được cái hệ thống của chúng ta nó chính xác được. Và cái thông tin về chiều cao rồi chiều rộng khi mà đã tính toán ra thực tế thì đối với hãng Mixo thì chúng ta phải tuân thủ 100%, thậm chí là đến cm. Nghĩa là loa treo cao từ đáy loa đến tới mặt sàn mà khán giả ngồi ấy là ví dụ như là 3m chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải đúng 3m. Thì em có thể thấy được rằng ấy, khi mà chúng ta cái góc phủ dọc nó cực kỳ rõ ràng như thế, mà nằm ngoài góc phủ thì mọi thứ sẽ thấy rất là khác. Lát nữa khi mà ra kia treo hệ thống, sau đấy thử di chuyển cái hệ thống lên xuống và đứng ở tại một cái vị trí mà đã được tính toán trước, em sẽ thấy cái sự khác biệt rất là rõ ràng, đặc biệt là với cái loa Mixo à, tính định hướng cực kỳ rõ. Đó. Ok, thì đấy là cái phần về góc phủ. Nếu như mà ok hết về cái phần góc phủ rồi thì anh em mình qua phần khác. Em nghĩ là qua phần khác. Ok. Anh nói qua bọn em cũng làm. Rồi. Rồi ok. Trong thực tế khi mà vào show ấy, thứ nhất là cái hệ thống chớt để vị trí treo loa, thứ hai là vị trí khán giả, thì cái này mình sẽ cần phải làm việc cực kỳ rõ với chương trình để làm sao mình xác định chuẩn được cái vị trí đấy, thì khi đấy cái hệ thống loa bố trí mới chính xác được. Ngày hôm nay ở đây ấy, thì mình sẽ demo với cái khoảng cách treo loa sẽ chiều cao tối đa như anh tính toán đây sẽ là 5m, và cái vị trí người nghe đầu tiên sẽ cách cái vị trí loa là 10m, cuối cùng sẽ là 25m. Vì số lượng loa ngày hôm nay mình sử dụng ở đây sẽ chỉ là 5 module thôi, nên là cái không quá dài mà cũng không quá ngắn. Nếu mà ngắn quá thì sẽ xảy ra cái tình trạng là hệ thống loa bị quá lớn trong cái không gian, mà dài quá thì chúng ta sẽ không đủ góc phủ trong cái quá trình đấy. Đấy thì ok. Ví dụ khi mà xác định được cái không gian đấy rồi, còn về cái phần mà sau này anh em sử dụng cái phần tính toán này, có thể là tìm hiểu thêm. Ví dụ như đây, cái chiều dài của anh sẽ cuối cùng sẽ 25m đúng không? Rồi. 25m. Và chiều rộng anh cứ để là 20m, ok, không vấn đề gì. Vì chúng ta sẽ không quan tâm đến cái chiều rộng ở đây lắm. Và lấy hệ thống loa ra, chiều cao ở đây sẽ treo cao là 5m. Với số lượng loa là 5 module. Đó, em có thể thấy là ở đây chúng ta sẽ được lựa chọn là chúng ta dùng loa bao nhiêu độ. Đây. Cái loa cuối cùng này, 1230 là cái chiếc mà chúng ta có thể chỉnh được độ nhiều hơn. À, sẽ là 120 độ. Cũng khá nhiều hãng thì nó sẽ cho chúng ta chọn là treo bằng mấy motor, thì hôm nay mình sẽ treo bằng một điểm thôi. Ví dụ như chiếc loa ở điểm cuối cùng 25m là đây đúng không, em đang để chiều cao là 3m gióng thẳng từ đây sang, thì cái loa khi mình treo ở điểm 5m thì cái điểm cuối cùng này sẽ là 3m. À, nhưng mà anh nghĩ rằng ở đây cái ba lăng điểm này treo đủ 5m không nhỉ? Đủ 5m. Cả ba lăng mất 50 phân nữa rồi. Không đủ đâu. Rồi, anh treo thấp xuống cho nó chính xác cái việc của mình. Rồi, ví dụ như này là 4.5 chẳng hạn. 4.3 đi. Thông thường ấy, khi mà cái việc mà chúng ta quyết định ở phía sau này nó cao bao nhiêu, nó sẽ tối ưu được cái việc mà hệ thống có bị dội hay không. Đó.
đôi khi có những cái hệ thống mà cái phía cuối khán phòng nó bị chắn, bị rộn, thì cái điểm ở cuối này, điểm rớt này, thậm chí có những lúc anh sẽ tính toán nó sẽ chỉ ở khoảng độ 1m7 thôi, có nghĩa là chỉ bằng cao đúng đầu người thôi, không vượt hơn, thì nó sẽ xảy ra tình trạng là ở phía cuối này nó sẽ phải bị giảm dần cái giải tần số mid 2 và 2 đi. Thì đơn thuần là em không định hướng nó vào đấy nữa thì nó sẽ giảm thiểu năng lượng tập trung vào đó, thì nó sẽ giảm độ dội. Thì đấy cũng là một cái mà trong tính toán cần phải lưu ý. Rồi, tiếp đến vị trí ở xa thì chúng ta sẽ cần nhiều năng lượng cho hệ thống hơn, thì chúng ta sẽ tập trung nhiều loa vào vị trí xa hơn. Đó. Và ở phía gần thì chúng ta sẽ cần ít hệ thống loa hơn. Thì ở đây cái chiều cao treo loa của chúng ta nó không được quá tối ưu, thế là cái âm lượng của chúng ta sẽ bị đều từ vị trí ở đây là khoảng 3m cho đến 25m, thay vì là lúc ấy mình muốn target là 5m đúng không? Được. Bây giờ muốn 5m thì cái hệ thống này của chúng ta ấy, nó phải treo được đủ độ cao cơ. Đây, ví dụ như ở đây chúng ta treo là 8m chẳng hạn. Treo là 8m thì ở trong này chúng ta sẽ có nhiều cái diện tích để tính toán hơn. Đúng không? Đó. 8m đến 25m chẳng hạn thì rõ ràng là cái diện tích để tính toán nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Đúng không? Thì khi đấy cái định hướng để chia đều ra nó sẽ rõ hơn. Tuy nhiên rằng cái việc mà giới hạn cái khoảng cách nghe đầu tiên ấy đôi khi nó cũng rất quan trọng. Ví dụ như cái không gian của chúng ta, cái khu vực trước sân khấu là 5 đến 10 mét chẳng hạn, trong cả một hệ thống rất là lớn, nó lại là cái vị trí ca sĩ đứng hát chẳng hạn, đúng không? Đã làm hay làm show ở góc độ mixing thì biết rồi. Khi mà ca sĩ cầm microphone đứng ở trong cái vị trí mà góc phủ loa của chúng ta tác động âm lượng lớn đến, thì khi đấy, thứ nhất nó sẽ rất dễ xảy ra tình trạng feedback. Nếu như không feedback thì cái tiếng vocal của chúng ta thu được nó sẽ bị thành hai lần, vì đơn thuần nó lẫn cả cái hệ thống LH của chúng ta vào. Thì cái điều này trong quá trình tính toán ở với một cái show thực tế thì chúng ta rất cần tránh cái điều đấy. Khi em tránh được điều đấy thì khi mixing mọi thứ nó sẽ sạch sẽ hơn rất là nhiều. Đúng không? Dạ. Rồi, ok. Thì ở đây ngày hôm nay chúng ta sẽ target là từ 3 cho đến 25 đi, vì khoảng cách treo loa chiều cao của chúng ta ở đây nó không được tối ưu cho lắm. Hãy để ý rõ, đây mình đang chỉnh định hướng của dB mid nhé. dB mid có nghĩa là từ 2 ký cho đến 8 ký đối với phần mềm Mixel. Đó, có nghĩa là định hướng của giải tần số mid 2 và 2 ấy. Yeah. Đó. Trước mỗi show sẽ phải ngồi tính toán thực sự là kỹ lưỡng, thì khi ra show mọi người treo loa lên đúng vị trí thì nó mới có thể đạt được cái hiệu quả nhất định mà mình mong muốn được. Anh sẽ để tương đối ở nhà thôi, vì số lượng loa của chúng ta đây sẽ chỉ là 5 chiếc và cái chiều cao treo nó khá là giới hạn. Rồi. Đây sẽ là cái độ phủ của giải tần số mid 2 ký đến 8 ký trong cái không gian này. Thì nhìn vào đây em sẽ biết rằng là khi ra thực tế, nếu như muốn đồng đều thì chúng ta sẽ phải giảm bớt âm lượng và giảm bớt equalizer của chiếc loa vào, đúng không? Dạ. Đó. Đó, thì ví dụ như ở đây, khi mà vào căn chỉnh hệ thống, em sẽ cần giảm bớt cái hệ thống loa ở gần sân khấu đi, là những cái chiếc loa ở phía dưới. Giảm bớt âm lượng nó đi, hoặc là điều chỉnh lại cái equalizer để làm sao người nghe ở vị trí này nó không bị quá lớn, đúng không? Thay vì ở ngoài này thì nó đã đồng đều rồi. Thì đó, đấy là cái góc độ mà khi chúng ta tuning lại hệ thống, làm sao nó cân bằng lại tất cả những gì mà trong tính toán của mình là một phần, và sửa lại những cái lỗi mà trong setup hệ thống cơ bản mà chúng ta không thể nào giải quyết được. Ví dụ như ở đây, loa treo chỉ có 4m rưỡi, cái loa cuối cùng rất gần với người nghe đầu tiên, mà bây giờ thay vì là chúng ta không có cách nào về sửa về cái góc độ treo loa nữa rồi, vì bản chất là thực tế chỉ có thế thôi, đúng không? Dạ. Thì rõ ràng bây giờ phải sử dụng phần mềm để chúng ta sửa lại những cái điều đấy. Đối với phần mềm này mà anh em đã tính toán rồi ấy, thì chúng ta sẽ có đầy đủ các thông số đọc ở cái bên này. Ví dụ như ring point ở trên giá treo sẽ là -2, đúng không? Rồi cái vị trí từ cái loa thấp nhất cho đến mặt đất là 2,62m, vị trí cao nhất là 4,44m. Thì để quyết định được cái vị trí 4,44m này thì điều dễ dàng nhất là chúng ta đo từ mặt đất lên tới đáy loa, hoặc là kéo từ trên xuống dưới cũng được.
Không sao, chỉ cần làm sao để xác định được cái vị trí đúng cái treo loa của ta là ok. Đây, ví dụ vẫn nguyên góc bẻ đấy, nếu như ra thực tế. Ra thực tế chúng ta treo loa ví dụ vẫn nguyên góc đấy nhá. Treo loa bị lên thành 5m chẳng hạn. Rồi. 5m thì về cái khoảng cách này thì 5m nó không bị sai lệch quá nhiều. Ví dụ như là thành 6m chẳng hạn. Đúng không? Yeah. Lập tức ở những vị trí ở gần này nó sẽ bị giảm bớt âm lượng đi. Và ở phía xa thì nó sẽ không còn độ lớn như lúc mình tính toán nữa. Đấy, của mình sẽ là chỉ 4.3 thôi đúng không? Cái việc mà nhìn thấy cái độ lớn của nó ở trên này là một phần. Nhưng cái phần quan trọng nhất là cái tính định hướng khi ra với hệ thống. Khi mà tính toán sai mà hệ thống của mình treo cao quá, cảm giác nó sẽ nghe bay bay tất ở bên trên. Nó sẽ không có hiện diện với người nghe. Về cái không gian ở đây thì mình sẽ lấy cái setup này. Rồi, anh tạm thời xếp cái file này lại.